danh là nữ hoàng thị Phi một thời, Phi Thanh Vân tiếp tục gây chú ý những ngày đầu năm 2017 với scandal ly hôn chồng trẻ Bảo Duy. Trước đó, cặp đôi thường xuyên công khai tình tứ, Bảo Duy thậm chí còn từng cắt ngón tay để khẳng định tình yêu. Không chỉ đơn giản là chuyện đừng ai nấy đi, Phi Thanh Vân và chồng liên tục tố nhau qua lại khiến cho dư luận dậy sóng. Nàng tố chàng ăn chơi chát táng, ăn nhậu, thuốc lắc, thậm chí còn dùng cả ma túy đá, bạo hành. Chàng cũng không phải dạng vừa khi livestream phản pháo lại những cáo buộc của nữ diễn viên. Ngày 22 tháng 3, sau nhiều phen tranh cãi không dứt, Phi Thanh Vân và chồng cũ Bảo Duy đã chính thức ký vào lá đơn ly hôn. Chia tay không lâu, Bảo Duy đã có bạn gái và kết hôn không lâu sau đó. Riêng Phi Thanh Vân thì tiết lộ bản thân có tới 30 người theo đuổi nhưng chưa chính thức công khai với ai. Mới đây, người đẹp giao kéo còn khiến dư luận dậy sóng khi tham gia một cuộc thi sắc đẹp quốc tế Ao Làng và tuyên bố đăng quang hoa hậu. Tháng 8 năm 2016, khi Mỹ Phương Châu tiết lộ trên trang cá nhân về việc cô và Lâm Đinh Hải đang làm thủ tục ly hôn, nhiều người tiếc nuối được một cuộc tình 11 năm nếu bạn thường cay giữa hai người bạn thanh mai trúc mã cuối cùng lại tan vỡ. Đầu năm 2017, Phương Châu tiết lộ chuyện gia đình đổ vỡ do Lâm Đinh Hải ngoại tình với Linh Chi khi đóng phim Găng Tay Đỏ. Trong khi câu chuyện của Lâm Đinh Hải ngoại tình chiều ngang ngũ thì dư luận bất ngờ đảo chiều về một người giấu mặt đăng đàn tố Phương Châu ngoại tình với Hiền Xến, bản thân của Lâm Đinh Hải. Chuyện tố qua lại khiến cho công chúng rơi vào tổ to vò bởi chẳng ai rõ ai đúng ai sai. Sau không ít những thị phi, Lâm Đinh Hải và Linh Chi chia tay chóng vánh, còn lại Lý Phương Châu hạnh phúc bên Hiền Xến. Đầu tháng 5, khi tham gia một chương trình truyền hình thực tế, nghệ sĩ Trung Sơn đã phải bỏ về dù đang ghi hình và không chịu được những sỉ nhục từ Hương Giang Idol. Đáp án nghệ sĩ Trung Sơn bước đầu vô cầu tiêu khi trả lời câu hỏi của Hương Giang, khiến cho ngay cả khán giả có mặt ở đó cũng phải choáng váng. Ngay lập tức nghệ sĩ Trung Sơn đã đứng lên đề nghị Hương Giang bỏ đáp án đó đi. Tuy nhiên Hương Giang cho rằng cô có quyền suy luận, nghệ sĩ Trung Sơn đã ngay lập tức bỏ về vì điều đó. Từ việc ngay lập tức trở thành đề tài bàn tán xôn xao của dư luận, rất nhiều người đã ủng hộ nghệ sĩ Trung Sơn và lên án hành động hỗn hào của Hương Giang Idol. Trước sức ép của dư luận, Hương Giang Idol đã gặp gỡ truyền thông để phân trần sau khi bị cho là xúc phạm nghệ sĩ Trung Sơn. Cô khẳng định cô đã xin lỗi nghệ sĩ Trung Sơn nhưng không được anh đáp lại. Sau đó, nghệ sĩ Trung Sơn đã đăng clip tuyên bố sẽ tha thứ cho Hương Giang và mong mọi người đừng bàn tán gì thêm về ồn ào này. Cuối tháng 5 đầu tháng 6, dư luận tiếp tục nóng lên bởi vấn đề đạo đức, lối ứng xử thiếu văn hóa của nghệ sĩ khi cựu người mẫu Trang Trần đăng clip dùng những ngôn từ xung tục trợ búa công khai chửi mắng nghệ sĩ đàn chị Xuân Hương. Nguyên nhân là do Trang Trần cho rằng trước đó nghệ sĩ đàn chị đã vào Facebook cá nhân để gửi bình luận khiếm nhã. Đoạn clip đã làm dấy lên một làn sóng chỉ trích dữ dội trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến còn so sánh Trang Trần với thánh chửi Dương Minh Tuyền sau đoạn clip trên. Những lời lẽ thô tục của Trang Trần khiến cho nghệ sĩ Xuân Hương phải nhờ đến luật sư vì bị lăng mạ bằng những ngôn từ thiếu văn hóa làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín danh dự của mình. Trong đơn tố cáo, nghệ sĩ yêu cầu công an tìm ra người giả mạo mình trên mạng xã hội dẫn đến việc Trang Trần lăng mạ, xúc phạm. Tuy nhiên, sự việc sau đó bất ngờ lắng xuống từ cả hai phía mà không rõ nguyên nhân.
mọi cuộc tình của Hồ Ngọc Hà đều hứng báo Thị Phi, đặc biệt là chuyện tình với đại gia kim cương Chu Đăng Khoa khi cô công khai làm người thứ ba và chưa một lần xin lỗi vì điều này. Hà Hồ và Chu Đăng Khoa có một mối quan hệ yêu đương năm 2015, ngay sau khi chia tay Cường Đô La. Cuộc tình khiến cho Hồ Ngọc Hà trở thành cái tên hiệu ứng truyền thông xấu tới mức có hẳn cuộc vận động tẩy chay cô làm đại diện cho các nhãn hàng quảng cáo. Đây cũng là nguyên nhân Hà bị gạch tên khỏi danh sách giải công hiến. Tuy nhiên, mối tình sóng gió này chỉ kéo dài chưa đầy 2 năm. Tháng 5 năm 2017, Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ Hà Hồ đã chia tay đại gia xứ Nghệ sau 3 đêm suy nghĩ. Chia tay Hà Hồ, Chu Đăng Khoa đã vướng vào ồn ào với chân giải nam em, còn Hồ Ngọc Hà thì tìm vui bên tình mới tình lý. Một trong những ồn ào gây chấn động showbiz Việt đầu năm 2017 chính là cuộc chiến Nga-Mỹ, đó là khi vụ án tình tiền chưa từng có trong lịch sử giải trí Việt giữa Hoa hậu người Việt tại Nga Trương Hổ Phương Nga và đại gia cao toàn Mỹ. Tại tòa, Hoa hậu Trương Hổ Phương Nga liên tục kêu oan và tiết lộ nhiều tình tiết mới. Sự sắc bén của Phương Nga để giải oan cho mình cùng tính chất đặc biệt của vụ án khiến cho nó tạo thành hiệu ứng truyền thông lớn. Ngày 29 tháng 6, sau hơn 2 năm bị tạm giam, Phương Nga đã nhận được quyết định tại ngoại để điều tra bổ sung. Cao toàn Mỹ chia sẻ rằng sẽ tiếp tục kiện Phương Nga để đòi lại số tiền 16,5 tỷ đồng. Cuộc chiến Nga-Mỹ nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng với giới nghệ sĩ. Đặc biệt, nhiều luồng dư luận còn tung hô Trương Hổ Phương Nga như người hùng. Bên cạnh những ý kiến đồng cảm thương xót cho cạm bẫy mà hoa hậu này vướng phải, nhiều người cũng cho rằng hành động của Trương Hổ Phương Nga không đáng được tung hô. Năm 2017, có lẽ là bước ngoặt của Bảo Thanh với thành công của Sống Chung Với Mẹ Chồng. Cô trở thành một trong những gương mặt phủ sóng dày đặc nhất trên sóng quốc gia vào giờ vàng và hàng loạt phim góp mặt. Tuy nhiên, Bảo Thanh đã khiến cho người hâm mộ thất vọng bởi tin đồn thả thính đồng nghiệp. Theo đó, bà xã Việt Anh đang status dằn mặt kẻ thứ ba, cố tình mồi chài ve vãn chồng mình hết lần này đến lần khác. Đáng nói hơn, ở thời điểm đó, vợ Việt Anh đang mang bầu. Trước ồn ào này, Bảo Thanh còn bị khơi ra lại tin đồn phim giả tình thật với hàng loạt đồng nghiệp khác như Lâm Minh Thắng, Hồng Đăng và bị vợ của những nam đồng nghiệp này cũng đăng đàn chỉ trích. Ngày 24 tháng 9 sẽ là một ngày giông tố của showbiz Việt bởi cuộc khẩu chiến giữa Tâm Tít và Maya. Bằng một status trên Facebook, Tâm Tít đầy ẩn ý, mỉa mai Maya đúng thời điểm Maya đã chia sẻ những góc khuất trong cuộc sống hôn nhân, tình cảm của mình. Đáp lại, Maya đáp trả thẳng tên đàn em và bất ngờ tiết lộ chuyện tình 7 năm với chồng Tâm Tít. Maya khẳng định mình là một người sai trong quá khứ nhưng sống rất biết điều. Cô khuyên Tâm Tít nhỏ thì phải biết trật tự, mặt xinh mà tính nết thì ai cũng phải sợ. Cặp đôi tiếp tục đá qua đá lại và dằn mặt nhau bằng những chiêu chưa từng có. Ồn ào không dứt của Maya và Tâm Tít được xem là một cuộc chiến giữa vợ và tình cũ của chồng không tiền khoáng hậu trong showbiz. Chipu bất ngờ tuyên bố từ nay hãy gọi tôi là ca sĩ khi tung MV được đầu tư khủng. Sự kiện này ngay lập tức trở thành tâm điểm khi mọi người cho rằng Chipu không nên đi hát.
vì không có năng khiếu hát hò. Mặc cho dư luận chê bai, Chi Pu tuyên bố dù ai nói gì cô vẫn quyết định mỗi tháng đều cho ra một sản phẩm âm nhạc để đập tan những định kiến trái chiều của khán giả nghe nhạc. Cô khẳng định Việt Nam cứ cầm mic lên là sẽ trở thành ca sĩ. Tiếp đó, người đẹp còn khiến cho dư luận càng thêm dậy sóng khi tiết lộ clip tự tin hát live dở tệ. Từ sự việc của Chi Pu, cuộc tranh cãi được dấy lên đỉnh điểm khi hàng loạt các ca sĩ chuyên nghiệp công khai chỉ trích và cho rằng Chi Pu sỉ nhục những ca sĩ thực lực chân chính. Ở một diễn biến khác, một số người bênh vực Chi Pu và cho rằng cô hoàn toàn có quyền theo đuổi ước mơ. Lượng fan hùng hậu của Hot Girl Hà Nội không ngần ngại chĩa mũi nhọn vào các ca sĩ chỉ trích Chi Pu. Một người tự cho là fan của Chi Pu dọa giết Văn Mai Hương vì dám đụng vào thần tượng. Với hiệu ứng khủng nhất từ cuối năm 2017 chắc chắn thuộc về Bình Minh và Trương Quỳnh Anh. Ngày 3 tháng 12, showbiz dậy sóng vì hàng loạt các ảnh ngoại tình của Trương Quỳnh Anh và Bình Minh. Cùng thời điểm, những bức ảnh của Bình Minh và Trương Quỳnh Anh được lan truyền mạnh mẽ. Thông tin Bình Minh bị tin, ông xã của Trương Quỳnh Anh đánh ghen ngay trên thảm đỏ liên hoan phim Việt Nam tại Đà Nẵng hồi cuối tháng 11 cũng bị dò dỉ. Một số nghệ sĩ xác nhận đã chứng kiến sự việc. Ngay thời điểm nhạy cảm, Trương Quỳnh Anh công khai ly hôn trên mạng xã hội. Điều này càng khiến cho tin đồn cô và Bình Minh quan hệ bất chính thêm nhiều căn cứ. Trước sự chỉ trích của dư luận, Trương Quỳnh Anh im lặng, Bình Minh khẳng định đó chỉ là hình ảnh hậu trường trong bộ phim cả hai từng hợp tác. Mới đây nhất, tin lại dành những lời ngọt ngào dành cho vợ, cặp đôi vẫn sống chung nhà và chăm sóc con trai. Sự việc càng khiến cho công chúng thất vọng bởi cho rằng cặp đôi chiêu trò dùng scandal tình ái để PR cho phim mới.